Hạt trên dâu tây cũng có thể trồng dâu tây. Đầu tiên, chúng tôi cắt dâu tây thành những miếng mỏng và dày. Sau đó đặt phẳng trên khăn giấy để phơi khô. Bằng cách này bạn có dâu tây khô. Sau đó trừ mụn đầu đen cho dâu tây khô. Bằng cách này bạn có được hạt giống của dâu tây. Chúng tôi xếp hạt dâu tây vào khăn ướt. Sau đó phun nước chuẩn bị nảy mầm cho nó. Cho nó vào túi nhựa kín. Sau một thời gian là có thể nảy mầm. Đây là hạt giống tôi trồng năm ngoái. Năm nay đã nở hoa rồi. Điều kiện có hạn, tôi sẽ lấy khăn giấy lấy bột cho anh ta. Ở ngoài trời không thụ phấn cũng được, bởi vì có kiến nhỏ. Tất nhiên còn có bọ rùa bảy sao ăn no ngủ. Dâu chưa chín, cho sau khi hạt giống nảy mầm rồi mới cho bạn xem tiếp theo. Đầu tháng 3, tôi cắt dâu tây thành từng miếng, không ngờ đợi cả tháng trời. Thật sự phát triển ra rồi. Lúc đó sợ bị lật xe nên cũng thử phương pháp khác. Tôi cắt lát dâu tây phơi khô nút, sau đó gói lại, phun nước, nhét vào túi nhựa để thúc đẩy nảy mầm. Phía trước mỗi ngày mở ra xem, cứ không nảy mầm thì tôi không quan tâm đến anh ta. Ngày thứ 22 tôi mở ra xem. Không dễ đâu, lúc đó tôi rất phấn khích. Tôi nhanh chóng mang đến hộp cây giống, đóng gói đất dinh dưỡng, trồng răng dâu tây và hộp vaccine. Rễ của chồi dâu tây đều quấn vào nhau, hơi không tốt lắm, nhưng tôi không thể vứt bỏ một cái nào. Chờ sau này lớn lên một chút mới sàng lọc đi. Tất cả trồng xong có lẽ là như thế này, trồng không rõ lắm. Ngày thứ 3 trồng, chồi dâu tây đều đứng lên rồi. Ngày thứ 5 đã rất dày đặc rồi, phát triển tốt. Ngày thứ 8 nhìn lại đã giống như một khu rừng nhỏ rồi. Đây là lát dâu tây trồng trong trọ của tôi. Tôi cứ tưởng sẽ thất bại, không ngờ ngày thứ 25 lại có chồi đầu tiên. Ngày 28 có thể nhìn thấy 5 chồi. Ngày thứ 30 lại xuất hiện 2 cái. Ngày thứ 32 dài 3 cái, treo 3 cái. Ngày thứ 35 lại xuất hiện mấy cái nữa. Có thể là do ngôi nhà lớn. Mặc dù mấy ngày sau này mầm, nhưng đã bắt kịp trong hộp cây giống này rồi. Bây giờ có vẻ, hạt giống trên dâu tây cũng có thể thành công. Sau đó cho bạn xem trước đây của tôi, dâu tây trong chậu. Mặc dù bây giờ vẫn chưa trưởng thành, nhưng vẫn không thể chờ đợi để cho bạn thấy. Cái này mua năm ngoái, bây giờ trồng đã lớn như vậy rồi. Chỉ là chưa có kết quả, trồng trong vườn rau nhỏ của mẹ tôi. Thiếu sự chăm sóc đặc biệt. Đây là cây giống dâu tây mua 2 năm trước, lúc đó mua 20g. Lâu rồi không có ở nhà làm chết rất nhiều, cuối cùng chỉ còn sống được 2 cái. Năm ngoái còn yếu, năm nay lại có nho. Nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh, trong lòng vẫn rất vui. Thực vật cần thời gian để phát triển. Chờ sau khi chồi dâu tây mọc lá rồi mới cho bạn xem tiếp theo.